Năm 2023, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ được giao thực hiện 4 công trình dự án trọng điểm, đó là dự án đường vành đai phía Tây, công trình xây dựng cầu Tây Đô, cầu Cờ Đỏ và công trình nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923. Đến nay, các công trình dự án đã được triển khai, trong đó có những hạng mục đạt vượt kế hoạch ban đầu. Giáp Tết Nguyên đán 2024, hai cầu Tây Đô và Cờ Đỏ đã được thông xe, đáp ứng yêu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương. Cầu Tây Đô này, cầu mới này, thấy cái Tết, dịp Tết này mở rộng, thấy tuyệt vời, bà con phấn khởi quá trời. Nhà thầu cũng phối hợp với bên tư vấn sát và chủ đầu tư thì làm khối lượng đến đâu thì xác nhận để giải ngân kịp thời đấy. Về chủ đầu tư thì cũng tạo điều kiện để cho nhà thầu có thể giải ngân kịp thời để có vốn để tiếp tục thi công. Cũng trong những ngày giáp Tết, cầu thủy lợi giữa hai thuộc gói thầu số 17 dự án đường vành đai phía Tây được hợp long. Đây cũng là cầu đầu tiên trong dự án này được hợp long và sẽ hoàn thành sau Tết Nguyên đán. Qua Tết thì một số hai cầu còn lại thì sẽ triển khai đẩy nhanh mố trụ và cố gắng gác dầm trước 30 tháng 4. Đến mùng 8 là bắt đầu triển khai lại thì máy móc thiết bị thì đã sẵn ở công trường rồi. Thì công nhân thì mùng 8 sẽ bắt đầu hoạt động lại đầy đủ. Sau khi triển khai đồng loạt 4 dự án nêu trên, chủ đầu tư đã phối hợp tốt với các quận huyện có dự án đi qua để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chi trả bồi hoàn cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Hiện nay thì 7 công trình dự án trọng điểm trên địa bàn của huyện Phong Điền cũng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đúng theo tiến độ và kế hoạch của thành phố giao. Cụ thể như là cái đường vành đai phía Tây, rồi mở rộng cái đường tỉnh 923, rồi cái đường tỉnh 918 giai đoạn 1, giai đoạn 2 và cái đường tỉnh 917. Để các công trình dự án được triển khai thuận lợi, Sở Giao thông Vận tải đã bố trí Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Thủy bộ trực tiếp quản lý về mặt kỹ thuật, tiến độ, chất lượng công trình. Trung tâm cũng đã chỉ đạo các anh em cán bộ kỹ thuật thì thường xuyên phối hợp với nhà thầu và địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như là các công tác hiện trường được đẩy nhanh để mà được công tác giải ngân được hoàn thành theo tiến độ mà ủy ban đã giao. Nhà thầu đang tập trung máy móc thiết bị rồi nhân lực để thi công theo các cái mũi công trình nó đề ra với là đáp ứng cái khối lượng với cho chủ đầu tư. Cùng với việc để nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm mà thành phố đã giao, trong năm nay, Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng sẽ tập trung để thực hiện các dự án trọng điểm. Trong đó có dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn 7 km đầu tuyến từ dòng xoay Hùng Dương đến đường Cách mạng tháng 8, đường Lê Hồng Phong với kinh phí xây dựng trên 7.200 tỷ đồng. Chúng tôi hiện nay đang thuê tư vấn để lập cái báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời với lại triển khai cái công việc thiết kế bản vẽ thi công cho dự án này. Và dự kiến là trong đầu quý 2 năm 2024 sẽ phê duyệt cái dự án đầu tư. Trên cái cơ sở này sẽ triển khai cái công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án. Tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông và triển khai có hiệu quả các công trình dự án trọng điểm. Ngành giao thông vận tải thành phố góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hệ thống giao thông đúng theo quy hoạch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030.